Matthew chương 19. Có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Giê-xu để thử Người. Họ nói: "Thưa Thầy, có được phép dẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?" Người đáp: "Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và Người đã phán: vì thế người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly?" Họ thưa với Người: "Thế sao ông Mô-xê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà dẫy vợ?" Người bảo họ: "Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-xê đã cho phép các ông dẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai dẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình." Các môn đệ đã thưa Người: "Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn." Nhưng Người nói với các ông: "Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn. Lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu." Kính chào anh chị em. Hôm nay là ngày 14 tháng 8, ngày mà Hội Thánh nhớ đến một vị thánh tử đạo, là một linh mục trong thời Đức Quốc Xã của Thế chiến thứ hai vừa qua. Đó là thánh Maximilian Kolbe. Trong lời Chúa ngày hôm nay thì Chúa mời gọi chúng ta đối diện với một lời mời gọi đặc biệt, không phải là tha thứ nữa, bởi vì tha thứ ngày hôm qua chúng ta đã nói rồi. Nhưng Ngài muốn chúng ta hướng về cái chuyện gia đình. Trong câu chuyện của thánh Maximilian Kolbe đó, được kể như thế này: Ngài không phải là người bị tử hình trong cái ngày đó, ngay từ ban đầu. Mà ban đầu là có một người tử tù chạy trốn. Và theo cái luật của cái chạy tù đó, thì sẽ bốc thăm những người còn lại. Ai chúng thăm thì phải chết, với lý do rằng cả cái trại đó không giữ được cái người tù chạy trốn. Và cái người bị trúng thăm á, là một người đàn ông có vợ và con. Khi đứng trước cái nơi xử tử thì anh ta gào khóc lên rằng mình chết thì không sao, nhưng mà vợ với con mình thì sao? Không ai lo được. Thì lúc đó cha Maximilian Kolbe, Ngài đã tiến lên xin chết thay, với lý do tôi độc thân. Và đó là điều bất ngờ đối với Đức Quốc Xã, nên họ không thi hành án ngay. Tất nhiên họ không giết cái người kia nữa, nhưng bắt đầu bắt thánh Kolbe đưa vào trong một cái phòng giam cùng với một số người đã có ngày để xử tử. Thì người ta ngạc nhiên, trong cái phòng giam đó, thay vì tiếng chu chéo ai oán kêu khóc của những người tử tù,
thì ở nơi đó bắt đầu vang lên những lời kinh, những lời ca và tràn đầy niềm hy vọng. Nhưng cuối cùng, cái sự ác vẫn không rời khỏi con người trong Thế chiến thứ hai lúc đó. Và cha Marcelo Kolbe vẫn phải tử đạo. Trong cái câu chuyện gia đình của một người đàn ông đó, thì lời Chúa ngày hôm nay đặt ra, đó là người Do Thái hỏi Chúa Giêsu rằng: chúng tôi có quyền ly dị vợ không? Có quyền bỏ vợ con không? Bình thường tại sao lại phải bỏ vợ? Chúa Giêsu bảo rằng ngay từ ban đầu không có chuyện bỏ vợ. Ngài chích sách Xuất Hành và sách Sáng Thế nói như thế này: ngay từ thuở ban đầu, người đàn ông sẽ rời bỏ cha mẹ mình và trở nên một xương một thịt với vợ nó. Như vậy, cái nguyên thủy trong hôn nhân là người đàn ông từ bỏ để nên một với người phụ nữ và thành gia đình. Có lẽ chúng ta đã bị cái văn hóa của Trung Hoa, rồi của kể cả các chầu lưu Hy Lạp ảnh hưởng quá mạnh, khiến chúng ta thấy rằng là người đàn ông quan trọng hơn người phụ nữ, khiến cho người đàn ông dễ dàng quyết định chấm dứt đời sống hôn nhân hơn là phụ nữ. Nhưng thực ra ngay khởi đầu không phải vậy. Khởi đầu cái người rời bỏ là người đàn ông chứ không phải người phụ nữ, tức là rời bỏ bố mẹ mình để trở nên vợ chồng với người phụ nữ, chứ không ngược lại như ngày nay là người phụ nữ bỏ cha mẹ để nên một với người đàn ông thành vợ thành chồng. Và Chúa Giêsu bảo rằng cái sự gì Thiên Chúa đã kết hợp thì là người không được phân ly. Người ta vẫn cứ nhân danh vì cái hạnh phúc của mình, người ta vẫn cứ nhân danh vì một cái sự sai lầm đó của người chồng hoặc người vợ, để rồi họ quyết định chia tay. Đi đến sâu thẳm vấn đề này, chúng ta có thể thấy ngay nó nằm trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, ngay từ ban đầu họ đã không đón nhận trọn vẹn cái giá trị của hôn nhân. Họ chỉ mới đón nhận cái hình thức của hôn nhân mà thôi. Chính vì vậy, cái hôn nhân đó nó không được nuôi dưỡng trong một cái ân sủng riêng mà Chúa ban cho gia đình. Trường hợp thứ hai là cái tương quan của họ với Chúa đã bị tổn thương nghiêm trọng, và họ không còn nhìn nhận Chúa là Thiên Chúa của họ nữa. Có thể là bên ngoài họ vẫn đi lễ, họ vẫn giữ đạo, nhưng trong lòng đã như vậy rồi. Thì tùy trường hợp nào đó. Trường hợp thứ nhất thì phải xem lại giáo luật xem coi trong mười mấy trường hợp gọi là ngăn trở đó, nó rơi vào trường hợp nào, thì có thể xin tòa án hôn phối tuyên bố rằng hôn nhân vô hiệu. Còn trường hợp thứ hai thì chỉ còn có một cách là phải hồi đầu lại để thờ phượng Chúa, để rồi ngày dài tháng rộng Chúa sẽ chữa lành và Chúa sẽ tắc phúc lại. Hôm vừa rồi chúng tôi đến dự một cái buổi tân gia của một cái gia đình mà hai vợ chồng đã ly hôn.
Chúng tôi, mọi người là bạn của đôi vợ chồng đó, biết rõ cái vấn đề của họ và cứ mong làm sao vấn đề được giải quyết. Có một cái điểm lạ mà chúng tôi ghi nhận đó là ngày hôm đó cái nhà là nhà của cô vợ, nhưng anh chồng lại bắt đầu đi chợ để đãi khách. Và trong lúc hai vợ chồng ở bếp nói chuyện với nhau thì vợ thì gọi ba của đứa con, còn người chồng thì gọi cái người vợ của mình trước đây đó là mẹ của đứa con. Và chúng tôi ở nhà trên, chúng tôi nghe và chúng tôi cười với nhau và bắt đầu chúng tôi nói với niềm hy vọng Chúa đang làm gì đó cho gia đình này. Chắc chắn chúng ta có những lúc phải chấp nhận có một thời gian để được Chúa chữa lành, nhưng nhớ đó là thời gian để được Chúa chạm đến và chữa lành, chứ không phải một thời gian để nhận chìm trong tội lỗi. Hãy để Chúa có cơ hội làm cho gia đình của chúng ta hoàn thiện, bởi vì ngay từ ban đầu Chúa biết cách làm cho gia đình hạnh phúc và Ngài đã hứa với từng gia đình như vậy. Amen.